Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Lũ lụt sông Hằng lại làm lộ diện hàng trăm thi thể bên bờ sông. Kính thưa quý vị, theo AFP đưa tin, lũ lụt sông Hằng đang làm lộ diện hàng trăm thi thể trong các ngôi mộ nông tại thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Hàng trăm thi thể chôn vùi trong các ngôi mộ nông trên cát bên bờ sông Hằng đang bị lộ thiên sau khi lũ lụt theo mùa kéo đến. Quan chức thành phố Allahabad, ông Nizakumasai, cho biết, chỉ trong vòng 3 tuần qua, họ đã phải hỏa táng gần 150 thi thể. Chúng tôi không khai quật bất kỳ thi thể nào, mà đó là những thi thể nổi lên do mực nước dâng cao, ông Sai nói. Khu vực bờ sông nơi phát hiện thi thể trải rộng hơn 1 km và ước tính có khoảng 500-600 ngôi mộ đã được chôn cất tại đây. Giới chức đã thực hiện các nghi lễ an táng cho các thi thể phát hiện được, đồng thời chú trọng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Hầu hết thi thể này được cho là đã chết vì đại dịch COVID-19 vào tháng 4 và tháng 5, khi Ấn Độ ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng gia tăng đột biến ca nhiễm, khiến các bệnh viện quá tải ở khắp các khu vực trên cả nước. Một số gia đình không đủ tiền mua củi cho các nghi lễ hỏa táng truyền thống của người Hindu, nên thi thể người chết đã bị thả xuống sông Hằng hoặc chôn trong các bãi cát ven sông. Số lượng những ngôi mộ lộ diện bên bờ sông làm dấy lên nghi ngờ rằng tổng số người chết vì đại dịch của Ấn Độ có thể lên đến hơn 1 triệu người, gấp vài lần con số chính thức là gần 400.000 người. Lộ diện hung thủ gây thảm họa lũ lụt 200 người chết ở Ấn Độ. Các nhà khoa học đã giải mã được bí ẩn đằng sau trận lũ lụt kinh hoàng khiến 200 người chết ở Ấn Độ hồi đầu tháng. Theo Business Insider đưa tin, theo một nghiên cứu mới được công bố, một khối đất đá và băng tuyết có kích thước lớn tới 550m, tương đương gấp 4 lần chiều dài của một trong những tòa chọc trời cao nhất thế giới, Empire State ở Mỹ, là nguyên nhân gây ra trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Bắc Ấn Độ, khiến hơn 200 người thiệt mạng và phá hủy hai nhà máy điện. Thảm họa xảy ra ngay trước bình minh, một mảng đất đá lớn đã phá vỡ sông băng trên đỉnh Ronti thuộc dãy Himalaya của Ấn Độ. Khối đất đá này đang ở độ cao 5.486m so với mặt đất, đã bị rơi khoảng 1,6 km xuống thung lũng bên dưới với tốc độ 215 km/h. Khi tiếp đất, khối đá vỡ ra và băng tan chảy, tạo ra một bức tường nước lớn cùng các mảnh vỡ nhanh chóng đổ xuống thung lũng sông bên dưới. Khối hỗn hợp khổng lồ đổ dồn về các nhà máy thủy điện Rinsenhangana và Topanvan ở huyện Chamoli của Ấn Độ, cuốn phăng mọi thứ với tốc độ 90 km/h, khiến rất nhiều công nhân thiệt mạng hoặc mắc kẹt bên trong công trình xây dựng. Mức độ nghiêm trọng của sự việc còn được gọi là thảm họa Chamoli, ban đầu khiến các nhà khoa học bối rối. Theo ông Dan Sugar, nhà địa chất học tại Đại học Calgary của Canada và là đồng tác giả của nghiên cứu thông thường lở đất trong khu vực không kích hoạt lũ lụt nhanh hoặc phạm vi ảnh hưởng kéo dài như trận lũ kinh hoàng xảy ra. Nhóm của ông Sugar đã phát hiện ra các yếu tố chính có thể giải thích mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Thành phần ban đầu của trận lở tuyết khoảng 20% là băng và 80% là đất đá, cùng với cú rơi dài hàng km của nó dẫn đến một loạt các mảnh vỡ siêu di động trút xuống thung lũng bên dưới. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng trận lụt có thể tích 27 triệu mét khối, đủ để bao phủ hơn 1.600 sân bóng đá sâu trong 3 mét bùn đất mà vẫn có dư. Bằng cách phân tích bản đồ địa hình của các thung lũng, đoạn phim video về sự kiện và dữ liệu động đất trong khu vực, nhóm nghiên cứu đã có thể tái tạo lại những gì đã xảy ra. Lũ lụt và lở đất không phải là hiếm ở bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ. Vào năm 2013, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt tàn phá trong khu vực, khiến hơn 5.700 người thiệt mạng. Theo ông Sugar, căn cứ trên bằng chứng từ các khu vực miền núi khác nhau, trong đó có Alaska, cho thấy các vụ lở đất liên quan đến sông băng đang gia tăng tần suất khi khí hậu ngày càng ấm lên. Ông nói, tôi dự báo điều tương tự sẽ xảy ra ở vùng núi cao châu Á. Nhiệt độ bề mặt và không khí tăng cao có liên quan đến sự bất ổn ở các sông băng và ngày càng có nhiều khả năng xảy ra lở đất ở vùng núi. Trái đất càng ấm lên, các sông băng càng thu hẹp.
Trong một thông cáo báo chí, Holger Free, một nhà băng học tại Đại học Zurich ở Thụy Sĩ nhận định chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thảm họa lớn tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu đó trên dãy Himalaya. Kính thưa quý vị khán giả, lực lượng cứu hộ ở miền Bắc Ấn Độ đã nỗ lực giải cứu hơn 30 công nhân nhà máy điện bị mắc kẹt trong một đường hầm sau vụ vỡ sông băng ở Himalaya. Theo AP cho biết, hơn 2.000 quân nhân, các nhóm bán quân sự và cảnh sát Ấn Độ tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ở bang Uttarakhand sau vụ vỡ sông băng, là một con đập bị phá hủy, một con đập khác bị hư hại và nhiều nhà cửa ở hạ lưu bị cuốn trôi. Giới chức cho biết, trọng tâm của hoạt động này là cứu 37 công nhân đang mắc kẹt bên trong đường hầm của một trong số những nhà máy thủy điện bị tác động bởi vụ vỡ sông băng Himalaya. Máy xúc đã được triển khai tại hiện trường để trợ giúp nỗ lực tiếp cận các công nhân. Những công nhân mắc kẹt đã bị mất liên lạc kể từ khi vụ vỡ sông băng xảy ra. Giới chức Ấn Độ lo ngại có thể còn nhiều nạn nhân thiệt mạng khác, do đó đang triển khai lực lượng dùng thuyền tìm kiếm các thi thể ở hạ lưu. Lực lượng chức năng cũng di chuyển dọc bờ sông sử dụng ống nhòm để phát hiện các thi thể. Lũ lụt xảy ra sau khi một phần sông băng Nanda Devi bị vỡ khiến nước ập xuống hạ lưu. Nước tràn về khiến nhiều ngôi làng dọc bờ sông Ankhagnanda và Dauli Ganga phải sơ tán. Theo các chuyên gia, thảm họa vỡ sông băng ở Himalaya có thể xảy ra do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Một nhà máy thủy điện ở Alaknanda bị phá hủy và một nhà máy đang được xây dựng ở Dauli Ganga cũng bị hư hại. Vivek Pandey, phát ngôn viên cảnh sát biên giới Ấn Độ Tây Tạng cho biết, hai con sông Alaknanda và Dauli Ganga bắt nguồn từ dãy Himalaya và hợp lưu trước khi cùng đổ về sông Hằng. Những công nhân bị mắc kẹt có mặt tại nhà máy Dauli Ganga. Trước 37 công nhân này, tại nhà máy cũng có 12 công nhân khác đã được giải cứu từ một đường hầm khác. Theo phát ngôn viên Pandey, có 165 công nhân tại hai nhà máy thủy điện này, chưa tính những người bị mắc kẹt trong đường hầm, đang bị mất tích và ít nhất 18 thi thể đã được tìm thấy. Những công nhân được cứu từ vụ vỡ sông băng Himalaya đã được đưa đến bệnh viện và đang hồi phục. Các bạn thân mến, số người chết trong thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ đã lên tới 9 người, cùng ít nhất 170 người mất tích. The Times of India đưa tin, tính tới nay ít nhất 170 người mất tích sau khi xảy ra thảm họa vỡ sông băng gần làng Raini, khu vực Thapovan của huyện Chamoli trên dãy núi Gangwon, Himalaya. CNA dẫn lời Sujit Sai, một quan chức địa phương cho biết đã vớt được tổng cộng 9 thi thể. Dự án thủy điện Ringhana 13,2 MW gần Janshimat bị cuốn trôi hoàn toàn. Dự án thủy điện NTPC công suất 520 MW trên sông Dauli Ganga gần làng Raini bị hư hại một phần. Trong khi đó, ít nhất 5 cây cầu bị ảnh hưởng do nước dâng cao, cắt đứt con đường đi vào một số ngôi làng trong khu vực. Cơ quan cứu hộ địa phương cho hay, trong số những người mất tích, có 148 người làm việc ở công trường thủy điện NTPC và 22 người thuộc dự án Vishnugod, hầu hết là công nhân tham gia các dự án thủy điện. Ông Piyush Rotella, Giám đốc điều hành Trung tâm Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai bang Uttarakhand cho biết, mực nước tối đa tại đập Thapovan là 1.803 m, nhưng theo báo cáo ban đầu, mực nước đã vượt trên 1.080 m, gây ra vỡ đập. Người đứng đầu cơ quan quản lý tài nguyên nước CWC cho hay, mực nước tại sông Dauli Ganga tại Yashimat đã phá vỡ mọi kỷ lục. Lúc 11 giờ sáng, mực nước ghi được tại Yashimat là 1.388 m. Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Chivendra Sai Rawat, tuyên bố chính quyền sẽ hỗ trợ một khoản tiền cho thân nhân những người thiệt mạng. Hàng trăm nhân viên quân đội cũng được điều động tham gia nhiệm vụ cứu hộ. Theo các quan chức theo dõi tình hình, nước trên sông Alaknanda đoạn qua Rangpayak ở huyện Chamoli đã dần ổn định, mặc dù cảnh báo nguy hiểm đã được ban hành cho người dân sống dọc hai bên bờ sông Alaknanda và Ganga ở tất cả các huyện. Thưa quý vị, hiện nay lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa vỡ sông băng. Theo hãng thông tấn AP, hàng trăm nhân viên cứu hộ đang lùng sục các khe núi và thung lũ ngập bùn lầy ở miền Bắc Ấn Độ để tìm kiếm những người còn sống sót sau khi một phần sông băng ở Himalaya bị vỡ, gây ra trận lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 26 người và là 170 người mất tích cho tới nay. Một trong những nỗ lực cứu hộ tập trung vào một đường hầm tại nhà máy thủy điện, nơi hơn 30 công nhân đã mất liên lạc kể từ khi lũ quét xảy ra. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy xúc và xẻng để đào bùn trong đường hầm suốt đêm nhằm nỗ lực tiếp cận các công nhân khi hy vọng sống sót của họ đang dần biến mất. Thảm họa xảy ra sau khi một phần của sông băng trên núi Nanda Devi bị vỡ. Các nhà khoa học đã đến địa điểm này để điều tra nguyên nhân gây ra vỡ băng và lũ lụt. Giả thuyết đặt ra là có thể do một trận lở tuyết hoặc do lượng nước tích tụ được giải phóng.
Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể là nguyên nhân do nhiệt độ ấm lên trên toàn thế giới đang thu hẹp các sông băng và khiến chúng không còn ổn định. Nước lũ, bùn và đá tảng cuồn cuộn tràn xuống núi dọc theo các sông Alaknanda và Rohingya, phá vỡ các con đập, cuốn trôi cầu đường và buộc nhiều ngôi làng phải sơ tán. Trận lũ quét đã cuốn trôi một công trình thủy điện nhỏ và làm hư hỏng một công trình thủy điện lớn hơn ở hạ lưu sông Hauri Ganga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!